Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với nhóm Chiến nha. Video hôm nay thứ Chiến sẽ nói về một vấn đề khác, đó chính là chia sẻ cho quý anh chị biết về hiện tại tình hình về giá đất hiện tại của Phú Đà Nẵng như thế nào. Vâng, vì hiện tại trên kênh thứ Chiến thì thứ Chiến biết được là có quý anh chị có rất là nhiều quý anh chị ở ngoại tỉnh và ở nước ngoài, và cũng có quý anh chị rất là mong muốn về Đà Nẵng định cư và đầu tư. Cho nên thứ Chiến sẽ làm video này để giới thiệu với quý anh chị giá đất hiện tại của Đà Nẵng, để cho quý anh chị có thể dễ hình dung ra và chúng ta tiện trong việc chúng ta có thể đầu tư ở đây. Vâng, và hiện tại thì Đà Nẵng thì chúng ta có phía Nam thì chúng ta giáp với Quảng Nam, và phía Bắc thì chúng ta giáp với Huế này. Khu vực Đà Nẵng thì cũng nhỏ thôi quý anh chị. Đây là trung tâm của phố Đà Nẵng. Vì hiện tại thì Đà Nẵng thì chúng ta có 7 quận lớn nhất. Chỉ có 7 quận thôi quý anh chị. Hiện tại thì chúng ta có Hải Châu này, Thanh Khê này, Mỹ An, quận Sơn Trà này. Sơn Trà thì bên này giáp biển. Quận Ngũ Hành Sơn bên này cũng giáp huyện biển. Tiếp theo là quận Cẩm Lệ. Cẩm Lệ là tiếp theo, chúng ta sẽ có quận Liên Chiểu ở đây này. Quận Liên Chiểu là nằm ở phía bắc của tây bắc của thành phố Đà Nẵng. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có quận cuối cùng, hiện tại đang là huyện Hòa Vang quý anh chị. Quận Hòa Vang thì chưa lên quận. Cho nên hiện tại là tính ra là chỉ mới có 6 quận. Và huyện Hòa Vang thì tương lai sẽ lên quận nha quý anh chị. Và Đà Nẵng cũng rất là nhỏ thôi. Và video hôm nay thì Chiến sẽ nói cho anh chị biết rằng là giá đất của thành phố Đà Nẵng như thế nào, có cao như thế nào so với mặt bằng chung của cả nước. Thì hiện tại Đà Nẵng thì chúng ta có, thứ nhất là có quận Hải Châu này, Hải Châu và Thanh Khê. Thì đây là hai cái quận hồi xưa đến giờ, đó chính là quận nằm ngay trung tâm phố Đà Nẵng, nằm ngay xung quanh sân bay Đà Nẵng. Nếu về nói về giá đất thì hiện tại Hải Châu đang là khu vực giá đất cao hơn quận Thanh Khê, vì nó là có giáp sông và giáp sân bay luôn quý anh chị. Thì thứ Chiến video hôm nay thì thứ Chiến sẽ nói về cái giá đất, chủ yếu nói về đường 7m5 thôi quý anh chị nha. Chú Chiến không có nói tắc tật về những con đường đâu, chỉ nói chung chung về những con đường 7m5 của khu vực này. Thì quận Hải Châu thì nó bắt đầu từ khu vực cầu Thuận Phước này, khu vực Đống Đa, Thanh Bình, kéo dài cho đến là khu vực này. Nói chung là Hải Châu rất là rộng lớn từ đây. Và hiện tại giá đất trung bình của đường 7m5 ở khu vực Hải Châu thì nó rơi vào tầm 70 đến 80 triệu ở khu vực này, và tầm 90 đến 100 triệu ở khu vực này. Đây, khu vực ở trên phía cầu Thuận Phước, phường Thuận Phước thì chúng ta sẽ có giá cái đất đường 7m5 cao hơn ở khu vực dưới này. Và tiếp theo thì quận Thanh Khê. Thì quận Thanh Khê thì cũng, quận Thanh Khê thì nó cũng nằm khu vực này, từ ở đây cho đến trở về túc bên này. Thì giá đất ở đường 7m5 quận Thanh Khê hiện tại cũng rơi vào tầm là 60 đến 70 triệu thôi, thấp hơn quận Hải Châu. Tiếp theo thì đây là hai quận trung tâm rồi, thì chúng ta sẽ đến với quận Sơn Trà. Thì quận Sơn Trà thì nằm phía này. Sơn Trà thì nó bao gồm tất cả những cái trên cái mảng này đến khu vực cầu Trần Thị Lý như quý anh chị. Đây, từ cầu Trần Thị Lý trở về phía bắc thì chúng ta sẽ có, đây là khu vực Sơn Trà, và giá đất đường 7m5 ở đây cũng tùy thuộc vào những con đường mà chúng ta giáp biển Mỹ Khê. Thì nếu những con đường nằm phía trong này, nằm phía trong sát sông này, đường 7m5 khu dân cư ở, thì chúng ta sẽ có giá là tầm khoảng là 50 đến 70 triệu đồng thôi. Còn nếu mà đường 7m5 nằm ở khu vực sát biển, thuộc từ biển Mân Thái, biển Thọ Quang trở về biển Phạm Văn Đồng, thì giá đất sẽ tùy thuộc vào cái vị trí, là nó rơi vào tầm 90 triệu trở lên, 90 triệu đến 130 triệu mét vuông, thì trong những khu vực đường 7m5 ở đây. Và tiếp theo thì đến khu vực gần quận Ngũ Hành Sơn. Vâng, Ngũ Hành Sơn thì chúng ta sẽ có là từ khu vực cầu Trần Thị Lý này trở về khu vực Túc dưới này luôn.
Thì Ngũ Hành Sơn thì giá đất đường 7,5 thì cũng đắt nhất. Thì chúng ta sẽ có khu vực là khu Ân Thượng ở đây. Khu Ân Thượng là khu trung tâm của khu vực biển Mỹ Khê. Đây, biển Mỹ Khê nằm ở đây. Đây, biển Mỹ Khê nằm ở đây. Và những con đường 7,5 ở trong khu vực này, khu Ân Thượng, thì nó rơi vào tầm là 90 triệu đến 120 triệu một mét cho quý anh chị. Còn những con đường hiện tại như như Ân Thượng rồi là 7,5 thì chúng ta rơi vào tầm 100 triệu mấy rồi. Những con đường mà thông biển thì có giá gần biển thì chúng ta có giá cao hơn tầm 120, vân vân. Và những nếu mà những con đường 7,5 ở khu vực gần sông như ở trong phía này thì chúng ta sẽ có giá thấp hơn, thì tầm khoảng từ 60 triệu đổ lui thôi quý anh chị. Gần sông thì nó giá nó tầm 60 triệu đổ lui. Và cứ như vậy, nếu mà càng về càng xa hơn một chút, càng xa thành phố hơn một chút thì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn giá nó sẽ tiếp tục càng tụt lùi. Thì ví dụ như khu đây là khu vực Nam Việt Á thì giá đường 7 ở đây thì nó cũng sát sông, thì hiện tại giá vào tầm khoảng là 50 triệu đến 60 triệu một lô thôi quý anh chị nha. Có những cái lô cũng có 40 mấy triệu cũng có. Thì cứ càng về phía sau này thì giá sẽ càng rẻ lần 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 dần. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với quận Cẩm Lệ. Thì quận Cẩm Lệ là một trong những quận và được quy hoạch, đang được quy hoạch mới. Quận hồi xưa quận Cẩm Lệ thì rất là nghèo thôi, rất là chủ yếu là đồng ruộng và đất nhiều. Nhưng mà hiện tại thì được thành phố quy hoạch rất là tốt, cho nên là hiện tại Cẩm Lệ đang là một trong những khu vực rất là đẹp cho quý anh chị. Khu vực phân lô rất là đẹp luôn. Đây là từ từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chỗ này, chỗ này là chỗ đi là chúng ta thuộc về Cẩm Lệ. Đây Cẩm Lệ phía này. Thì Cẩm Lệ thì nếu mà Cẩm Lệ ở đoạn Khuê Trung mà sát với Hải Châu thì chúng ta sẽ có giá đường 7,5 sẽ có giá tầm khoảng là 30 cho đến là 50 triệu mét vuông. Còn về Cẩm Lệ qua cầu, chúng ta nếu mà qua cầu Hòa Xuân, đây là cầu Hòa Xuân nha quý anh chị, cầu Hòa Xuân và cầu Nguyễn Tri Phương. Đây là khu vực Hòa Xuân đây quý anh, mà Tứ Chiến hay review nhà đẹp cho quý anh chị xem. Đây đây là một trong những vị trí rất là đẹp nha. Ở đây là bố trí khu hoạch mới, cho nên là bố trí đường xá và địa thế và diện tích đất rất là đẹp, toàn là đường 7,5 lên lên. Và giá đất hiện tại là khu này, riêng khu này là Hòa Xuân Nam Ly Phương nè, giá đất hiện tại đang là thấp nhất là 40 triệu cho quý vị. 3 tỷ 8, 3 tỷ 7 cũng có, mà 3 7, 3 8 thì cũng có, nhưng mà vị trí nó xa hơn một chút là bên đây. Còn những vị trí mà gần Nghĩa Phước Lan thì chúng ta sẽ có đường 7,5 tầm khoảng là 50 mấy triệu rồi, 55 triệu. Và đi về xa hơn một chút thì khu vực này, thì khu vực Nam Cẩm Lệ thì giá đất thì nó cần cần ngày càng thấp hơn một chút, thì tầm khoảng là 20 mấy đến 30 40 triệu mét vuông. Đây là khu vực này. Ok, tiếp theo thì sẽ đến với khu vực xin lỗi, là khu vực Cẩm Lệ thì nó bao gồm từ phía này luôn anh chị. Lệ từ ngồi phía này cho đến phía Hòa An, đây là phường Hòa An của quận Lệ đây, nó tới phía bên này luôn, nó giáp với quận Liên Chiểu phía bên này. Và nếu mà phường Hòa An của quận Lệ thì tại khu vực này đường 7,5 cũng giá cũng rẻ, tầm khoảng 35 đến 50 triệu mấy thôi quý anh chị. Tiếp theo đó chính là quận Liên Chiểu. Đây quận Liên Chiểu thì Tức Chí cũng có hay review những căn nhà đẹp ở khu vực này, vì khu vực này cũng vừa cũng là khu vực tái định cư thì cũng là một khu vực đẹp có biển. Thì khu vực này thì đường 7,5 ở đây thì tầm khoảng là 35 cho đến 50 triệu, 60 triệu cũng có, tùy vào vị trí và đường và diện tích như nào. Đây thì khu vực Liên Chiểu này là nó rất là rộng, kéo dài từ Ngã Ba Huế cho đến Túc lên này luôn, Túc về phía Huế luôn quý vị. Và khu vực Liên Chiểu thì có chúng ta có biển Nguyễn Tất Thành này. Và giá đất của khu vực Liên Chiểu này thì hiện tại thì chỉ có những khu vực Hòa Minh và khu vực Hòa Khánh ở trên này,
thì là hiện tại đường 7/5 đang là rất là cao nhất, là tầm khoảng 35 đến 50 triệu mét vuông nha quý anh chị. Và hiện tại thì khu vực này cũng đang giá rất là rẻ vì khu vực gần biển, nhưng mà giá hiện tại cũng rất là rẻ quý anh chị. Và càng về xa này thì giá đất sẽ càng thấp dần. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái quận cuối cùng, huyện cuối cùng hay là huyện Hòa Vang nha quý anh chị. Cái này thì sắp lên quận rồi, chẳng qua là còn thời gian thôi. Vì diện tích còn lại đây, như ví dụ như đây thì diện tích còn lại của tất cả cái này thì đều thuộc về Hòa Vang nha quý chị. Hòa Vang đang là một trong những cái huyện lớn nhất của Đà Nẵng, đất vẫn còn rất là nhiều và giá đất hiện tại cũng đang rất là rẻ, chỉ tầm 1 triệu cũng có, 1 triệu cho đến 10 triệu mét thì đa số ở khu vực Hòa Vang này. Càng về xa thì chúng ta sẽ có giá đất càng rẻ. Ok, thì video hôm nay thì Chiến sẽ nói về giá đất tình hình chung của thành phố Đà Nẵng để cho quý anh chị nắm. Chúng ta nếu quý anh chị ở xa xa thì chúng ta có thể nắm được một phần nào đó giá đất ở đây Đà Nẵng để chúng ta có thể tiện định cư và có thể tùy tài chính để chúng ta đầu tư ở khu vực nào thành phố Đà Nẵng. Vì nếu như hiện tại thì khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng thì giá đất cũng cao rồi, cho nên là nếu mà đầu tư thì chúng ta có thể đi xa xa một chút về phía nam này thì giá đất được rẻ hơn để chúng ta đầu tư. Vâng, và video hôm nay thì giá đất chỉ nói chung về vấn đề đường 7/5 thôi quý anh chị nha, chứ chưa nói đến những khu vực đường lớn như quý anh chị. Thì đường 7/5 thì nó cũng quý anh chị sẽ tự nhẩm ra là đường, những đường lớn ở khu vực là xung quanh nó như thế nào rồi, nó sẽ cao hơn. Vâng, và video review về giá nhà đất hiện tại Đà Nẵng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video nhà đất tiếp theo nha.